Hỏi em vỏ đai gì rồi? Dạ em đai đen. Trời ơi. Em tên là Thanh Hương, năm nay 29 tuổi, quê ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Hiện em đang là luật sư. Luật sư hả? Luật sư là căng lắm á. Em là hiện đang làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở quận 3. Rồi bạn trai? Em tên là Trần Văn Thăng, nghề nghiệp của em là chuyên viên pháp lý, cũng là luật. Cái gì? Hai người nói chuyện luật với nhau cũng căng à? Dạ vâng, đúng rồi, em cũng rất là thích có một bạn nữ là cùng học luật ra. À, bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 30 tuổi chị. 30 tuổi. 29 gặp 30 đó. Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình đi, điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, cái này khó chị. Đâu gì đâu khó. Điểm mạnh không có, điểm yếu thì nhiều. À, thì điểm yếu đi cũng được. Điểm yếu nhiều lắm. Hay quên. Hay quên đi, cãi với người ta luật sư mà hay quên là sao? Dạ nhưng mà cãi với người ta là chuyện mà cái chuyện hay quên, mấy chuyện nhỏ em hay quên lắm. Dịu dàng thì ít mà nói chung là em hơi nam tính một chút. Em sợ là về nhà là gặp bạn bên đó pháp lý rồi đụng luật sư hai bên cãi nhau khó chữa. Dạ cũng căng rồi ha. Bạn trai thì sao bạn? Bên đây là vậy đó. Cùng nghề em là rất là thích rồi đấy. Nhưng nhóm cãi là người ta không thích. Thì lúc đấy về cô ấy thế nào? Bạn gái là học luật ở đâu bạn? À, mình học ở thành phố bạn. Bạn khóa cao bao nhiêu bạn? Mình khóa 30. Mình cao 33. Rồi đàn em rồi cưng. Đàn em rồi cưng. Gì mà rồi xong như vậy, người ta mới nói khóa cao 33 đâu có gì đâu mà phải rồi xong. Dạ, 33 là em lớn hơn 30 anh. Sao lớn được? 33 là khóa sau. Không, 33 số lớn hơn số 30. Số lớn hơn nhưng mà khóa sau đàn em rồi, đẳng cấp thua rồi. Thua rồi, chưa cãi là thấy trận này thua rồi. Trận này thua rồi đó. Có tìm cho mình một nửa yêu thương nào chưa? Đang đi tìm anh. Học trước đó có tìm được người nào chưa? Trước đấy thì em tìm nhiều lắm anh. Mà duyên nó chưa tới nên là giờ bắt đầu đang đi tìm tiếp này anh. À vậy à? Mình muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ thì em thứ nhất là rất yêu gái đẹp và tôn thờ gái đẹp nên là em rất là thích bạn gái là đẹp một chút. Khùng quá. Dạ vâng. Nếu mà được người mẫu hoặc là hoặc là càng tốt. Trời ơi. Em làm bên đây người ta sắp xỉu rồi kìa. Ý luật sư khóa 30 bệnh sao? Dạ nhan sắc của em thì bình bình thôi anh, nhưng bên đó yêu cái đẹp em sợ. Mình tự tin lên bạn. Trời ơi chứ gì kể. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em không phải, em toàn đơn phương thích người ta thôi à. Thành ra là tính mối tình không được. Chưa có mối tình nào chính thức hết. Dạ không. Dạ lý do tại sao em ế? Em cũng không nghĩ em ế mà chắc tính của em hơi men chút. Nhưng mà 29 tuổi là hơi lớn rồi đó nha. Em biết mà. Bây giờ muốn lấy chồng chưa? Không muốn rồi. Gia đình có hối thúc gì không? Gia đình thì cũng hỏi thường năm em mới ra trường 23, 24 gì đó. Vậy mình phải mạnh dạn lên một chút xíu nữa. Dạ đúng rồi, nhưng mà em tán cái bạn kêu là bạn thích chơi với em như con trai hơn. Mình phải nữ tính một chút. Chứ bình thường em chơi với mấy bạn kia em chơi cái gì? Thì đâu có gì đâu, đi chơi đánh nhau. Chơi đánh nhau là chơi gì? Cái gì? Chào anh. Chào em nói cho anh sợ quá. Tôi thích chơi đánh nhau hả? Dạ phải, tại hồi xưa em học võ. Trời ơi. Thích chơi đá banh. Em không có đá banh, em học võ đa đa đánh nhau thôi hả? Trời ơi kinh khủng quá. Em nói em men quá hả? Dạ có hơi. Hơi, em thích đàn ông hay đàn bà? Cũng thích đàn ông. Rõ ràng nha. Dạ hỏi em võ đai gì thôi. Đai gì? Dạ em đai đen. Trời ơi. Đứng đây hồi chắc đánh phù mỏ quá. Mình thì em tuyên bố cũng hơi sốc hàng quá. Dạ. Muốn hoa hậu càng tốt, thích cái đẹp. Mà ổng có đẹp không vậy? Không. Nó chơi chứ dễ thương lắm. Em không thích đàn ông gì? Không thích người vô duyên hả? Vô duyên. Có không? Em cực kỳ vô duyên luôn. Trời gì nữa? Ít nhất là cũng khỏe. Ốm yếu quá hả? Ốm yếu em không thích. Có ốm yếu không? Anh nhìn thấy em thì chắc là cũng ốm nữa. Quá yếu. Nãy giờ em không thích hai cái có hết. Không, cái vụ yếu đây chị sẽ kiểm chứng cho. Ừ. Rồi bây giờ em yêu cầu người yêu của em phải phục vụ em những gì cho mình có thể mình vui. Rủ em đi chơi, nấu cơm cho em ăn, chọc cười em. Câu dễ vậy đó hả? Dễ tính lắm. Trời ơi, nó dễ ẹt hả ông nội ơi. Dễ tính lắm. Được đúng không anh? Được. Dễ tính lắm mà sao ế ta? Hồi đó giờ toàn đi cua người ta không hả? Dạ đó.
Chưa ai cua em hết hả? Thì đó, mấy bạn kia dễ tính quá, mấy bạn sợ. Cái mẫu bạn trai em thích là cái người như thế nào? Qua coi nè. Cao hơn em một chút. Em cao mét mấy? Em cao mét 55 thôi. Bạn cao khoảng mét 65 trở lên là được. Ok. Cao cao vai rộng, ngồi đằng sau xe ôm xuống chị. Mày ôm cứng ngắc luôn. Cười đẹp. Yêu cầu cao nhất là cười đẹp. Cười sao là đẹp? Ghê hay là không ghê? Cười coi. Cười. Có duyên lắm á. Thích hoa hậu thiệt hay chơi? Hoa hậu thì chắc chắn là em nghĩ là ai cũng thích rồi. Nếu mà bảo không thích thì đó là cái giả dối. Muốn lấy vợ hoa hậu luôn hả? Các bạn nếu được là đồng ý liền. Chị là nói thiệt mà anh Linh anh nói giỡn. Giỡn nói. Nói thiệt kìa. Nếu được thì lấy mà không được thôi. Em không thích cái gì ở người bạn gái? Em không thích là bạn gái là dữ quá, không biết quan tâm tới người khác. Em nghĩ sao nếu mà trong cái sự bất đồng quan điểm cãi vã mà bạn tay lỡ tay tát bạn trai một cái bóp? Chắc là hai người ao luôn. Không, không được. Nếu ai đó tát mình một bên, mình đưa má bên kia tát luôn. Đúng rồi. Chứ ai lại ao luôn. Có tát lại bạn không? Em không bao giờ đánh phụ nữ. Đánh có lợi đâu đó. Nó ao một cái là bạn ao luôn. Anh nói trước đi. Không phải, tại vì cái lúc mà đưa ra tiêu chuẩn bạn trai á thì mình có nêu một cái tiêu chuẩn đó là ít nhất cũng phải có khả năng cõng bạn gái lên được 3 tầng lầu á. Cho nên là mình thấy bạn hơi mỏng manh, mình sợ. Như bạn mình đáp ứng được. Có thể là bình phương lên là 9 tầng. Có nổ quá không? Cõng thử đi. Thử đi. À, ở đây. Thử đi. Có gì đâu ngại. Thử coi nổi không? Bạn. Thử lên, tiêu chí chọn chồng của mình mà. Thử lên. Nhào vô nhất, mau lên. Rồi vô. Rồi đi xuống đi lên. Xuống cầu thang đi lên. Đi tới đi lui. Đó. Rồi đi xuống đi lên nha. Thôi, để người ta nghe cái bịch vậy đó. Mệt quá rồi. Thôi nói chung cũng được, cũng khỏe. Cũng khỏe. Được không? Dạ khỏe. Rồi vậy được rồi, tiêu chí đầu tiên được. Cảm nhận về nhau đi bạn. Mình thấy bạn cũng xinh đẹp. Chưa có hậu được chưa? Được, nhưng thi ở trong lòng em là được. Bạn đợt trước học luật gì? Mình học luật thương mại. Đợt trước ấy là mình thi không đậu. Sau đấy là mình đi nghĩa vụ. Rồi mình mới quay lại học. Ở đây không có chuyện nói chuyện học. Ở đây nó nói chuyện tình yêu. Theo mình ấy, là cái quan niệm về tình yêu là cái sự hy sinh. Đỉnh cao của võ công là tốc độ. Đỉnh cao của tình yêu là đức hy sinh. Được hy sinh cho người mình yêu ấy, đó là cái điều vĩ đại nhất và hạnh phúc nhất. Bạn tức hy sinh gì cho người yêu ta? Nếu mà hai người đã yêu nhau rồi, thứ nhất mình phải nhường nhịn và biết chia sẻ. Bạn biết nấu ăn không? Có, mình biết. Nếu bạn không biết nấu ăn ấy, thì nếu mà hai người thực sự yêu nhau rồi, mình có thể là đầu tư cho bạn một khóa là khoảng 20 triệu cho bạn đi học một bếp trưởng luôn. Nhớ nhà. Tôi tính là chừng nào kết hôn được nè. Bạn tính năm nào kết hôn nè? Từ giờ trở đi năm nào cũng được. Mình đâu có tính chuyện đó đâu. Thì mình cũng đặt ra là khoảng là 2 đến 5 năm nữa. Nếu được ấy, thì mình cũng sẽ cố gắng sớm hơn. Lớn tuổi quá đẻ con khó lắm. Hãy nói một cái điều gì đó cho bạn ấy tin nào. Mỗi người một câu cuối cùng. Nếu mà chúng mình mà đến được với nhau ấy, nếu mà hai người mà có soạn cái nội quy hay là cái gì đấy thì mình sẽ là thực hiện tốt cái điều đấy. Thôi hết giờ. Suy nghĩ đi. Tự quyết định. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hợp mà, vui mà. Hai người này lấy nhau vui lắm. Nào, nãy ẩm rồi, giờ nắm tay cái để mình cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt nào. Nói gì nói, chúng ta sẽ có thời gian để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Chúc hai bạn nhiều sức khỏe. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trị giá 15 triệu đồng tại tất cả các hệ thống của áo cưới Allen nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Nào, hãy đưa bạn mình đi tìm hiểu đi.